Những năm gần đây, một hình thức du lịch mới được biết đến nhiều hơn bên cạnh loại hình du lịch truyền thống, du lịch trải nghiệm. Hình thức này giúp du khách có thể hòa mình vào đời sống của người dân địa phương và đang trở thành xu hướng du lịch được ưa thích tìm tòi, khám phá, đặc biệt là các bạn trẻ. Nắm bắt được nhu cầu này, nhiều cơ sở đã phát triển các hình thức du lịch trải nghiệm để phục vụ du khách. Chúng tôi tạo ra những hoạt động trải nghiệm thú vị như cắm trại, picnic, các trò chơi, vận động, team building, hoạt động trải nghiệm cho học sinh, các hoạt động thư giãn không chỉ giúp cho du khách được trải nghiệm cảnh đẹp thiên nhiên, còn trực tiếp trải nghiệm những hoạt động mang bản sắc dân tộc hay đời sống hàng ngày của người dân địa phương. Đấy cũng có một cái cũng tương tự, thời tiết cũng mát mẻ như kiểu Đà Lạt hay Sapa, cung đường nó cũng xem như Hà Giang, nên là những người khách trải nghiệm thì họ sẽ đi xu hướng gần đây hơn, thì tết là họ trải nghiệm. Thứ hai nữa là có cái lợi thế nó gần cái biên giới Việt Lào, thì họ lại muốn trải nghiệm thêm một cái văn hóa của người Lào ở cái xứ này nữa, nên là cái mường lồng rất là đang thu hút. Nơi lưu trú trong những chuyến du lịch trải nghiệm cũng khá đa dạng, không chỉ là khách sạn hạng sang hay resort cao cấp mà có thể lựa chọn hình thức như ngủ nghỉ tại homestay hoặc nhà của người dân. Du khách cũng có thể dựng lều, tổ chức bữa tiệc ngoài trời. Nếu không muốn mang đồ ăn và lều trại từ nhà, du khách có thể sử dụng dịch vụ của những người dân. Với du lịch trải nghiệm, du khách sẽ được khám phá những vùng đất bằng cách trực tiếp hòa mình vào đời sống địa phương, cùng người dân bản địa làm những công việc hàng ngày và nấu những bữa ăn mang đậm bản sắc của vùng đất đó. Qua những hoạt động như vậy, du khách còn được biết thêm các kiến thức về văn hóa, xã hội, thiên nhiên theo cách rất gần gũi và thực tiễn. Năm nay vào dịp nghỉ lễ thì chúng em có đi ra ngoài picnic cùng các bạn trong lớp để gắn kết tình bạn hơn, để giao lưu nói chuyện nhiều hơn và tạo khoảng thời gian nghỉ ngơi stress, thì để chúng em bước vào một kỳ thi với tâm thế là thoải mái nhất và cố gắng đạt được nhiều thành tích tốt hơn. Năm nay thì tình hình vé máy bay nó hơi đắt đỏ, thì bọn em dịp lễ thì bọn em chọn đi du lịch tự túc ở gần nhà, đi bằng phương tiện của gia đình. Tại vì năm nay cũng nghỉ lễ dài 5 ngày nên ngoài việc đi du lịch ở xa thì mình cũng lựa chọn đi cắm trại ở gần nhà để tự nấu ăn rồi trải nghiệm cùng với bạn bè gia đình. Thông qua đó thì có thể cùng nhau làm việc, gắn kết các thành viên trong bạn bè gia đình lại với nhau. Hình thức du lịch trải nghiệm này mới hơn rất nhiều so với du lịch truyền thống. Tuy nhiên, người đi du lịch cần có sức khỏe và thời gian cho những chuyến đi này. Vì đặc thù như vậy, xu hướng du lịch trải nghiệm đã và đang thu hút rất nhiều các bạn trẻ thích khám phá những điều thú vị mới mẻ.